Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Ba chi tiết bất ngờ chứng tỏ Lưu Bị đích thực là cao thủ võ lâm. Trong tam quốc diễn nghĩa thì Lưu Bị hiện diện như là một thư sinh trói gà không chặt. Nhưng gần đây, người ta đã tìm ra một số chi tiết chứng minh Lưu Bị biết võ và hơn thế còn là một cao thủ võ lâm. Theo ông sử sách thì Lưu Bị từng nhiều lần rút chạy thành công, thoát khỏi vòng vây của thiên binh vạn bã và ông cũng lại nhiều lần đơn thương độc bã xông pha vào trận địch không chút sợ hãi. Điều đó chứng tỏ Lưu Bị tất biết võ công. Khi nói về binh khí và cao thủ thời Tam Quốc, người ta thường chỉ nhớ về phương thiên hỏa kích của Lữ Bố, thành long yển nguyệt đao của Quan Vũ, hay là bát sào mâu của Trương Phi, hay là cây thương nguy hiểm trong tay của Triệu Tử Long. Kỳ thực, những người luyện võ đều biết câu luyện đau trăm ngày, luyện thương ngàn ngày, luyện kiếm vạn ngày. Câu đó có nghĩa là luyện đau thương thì dễ, luyện kiếm rất khó. Người trong võ lâm lấy việc luyện đau thương làm căn bản, còn riêng về kiếm thuật, ai tinh thông luyện thành rồi thì đều là cao thủ. Một cao thủ dùng kiếm phải có nhiều phẩm chất, sự kiên nhẫn, sự quyết tâm, sự bình tĩnh đến cao độ và trí tuệ. Người đó lại cần có một nội tâm trong sạch và cảm giác cực kỳ nhạy cảm, đồng thời trong tích tắc phải có phản ứng thích đáng kiếm đồng thời hòa làm một với tâm hồn kiếm thủ. Một kiếm sĩ còn cần có sức lực mạnh mẽ, tay nắm kiếm cần phải chắc và có lực, đặc biệt là cổ tay càng cần phải cứng rắn như là sắt thép đúc thành, trong khi đó thì lưu bị sử dụng vũ khí là song kiếm. Trong võ lâm thì sử dụng được song kiếm không có mấy người, cho nên có thể nói rằng Lưu Bị rất có thể là một cao thủ. Loại song kiếm mà Lưu Bị sử dụng là kiếm gì? Đó là loại kiếm rất không bình thường, mang tên Tam Xích Thanh Phong. Nó vừa dài, lại dày và nặng. Tác giả dám chắc rằng Quan Vũ hai tay có thể múa đại đao của ông dễ dàng, nhưng loại song kiếm này chưa chắc ông đã có thể múa được vài hiệp trong ảnh là nhân vật Lưu Bị trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa năm 1994. Một, Lưu Bị với sức mạnh vô song chế ngự Trương Phi và Quang Vũ. Quan Vũ Trương Phi thân thủ giỏi thế nào mà tuy chỉ mới gặp đã nể phục mà chịu nhận một anh chàng đóng giày bán chiếu ở chợ như Lưu Bị làm đại ca khi kết nghĩa vương đào. Điều này thật không đơn giản trong tập đầu của phim Tam Quốc Diễn Nghĩa năm 1994, có cảnh quan Vân Trường đi bán đậu tư ngoài chợ. Thấy một người bán thịt, nhưng lại làm khó những người khác không chịu bán. Vân Trường tra hỏi lý do, thì người này chỉ vào một cái giếng có một cái cối đá lớn đè ở trên. Nếu rằng ông chủ bảo ai nhắc được cối này lên thì tất cả thịt bên trong đều thuộc về người đấy. Vân Trường cười nhẹ, Vước râu nói nếu nhấc được thì thịt trong giếng là của mình Vân Trường lấy hết sức bám chắc vào khối đá lớn Rồi nhấc bổng lên cao rồi ném nó thẳng xuống dưới nền đất Đoạn bóng người kia chi thịt cho mọi người Lưu Bị nhìn thấy cảnh này hết sức nể phục nhưng chưa vội ra mặt Lúc sau thì gã bán thịt đi gọi ông chủ hắn đến Chính là Trương Phi Vừa thấy Vân Trường, Trương Phi thò tay bốc nghe một nắm đồ tương Vò nát trong đầu bàn tay rồi gây sự hai người đấu với nhau một trận kịch liệt đang lúc kịch tính nhất khi cả hai dằn co nhau dữ dội bất phân thắng bại thì lưu bị bèn đi vào dùng hết sức nắm chắc hai cổ tay của trương phi và vân trường rồi từ từ tách ra làm đôi và đè xuống dưới hai người kia quá bất ngờ trước sức mạnh phi thường của người bán giày đoạn hạ tay lại bình tĩnh cùng nhau xưng danh bắt chuyện Nói rồi Trương Phi bảo là mình cố tình gây sự với Vân Trường vì thấy ông là một trang hào hán muốn kết bạn thông qua võ thuật. Ai ngờ hôm nay lại gặp được cả Lưu Bì. Vậy là cả ba người mời nhau về nhà của Trương Phi ngồi tâm sự. Từ đó dẫn đến sự việc kết nghĩa vườn đào nổi tiếng của bà anh em Lưu, Quang, Trương trong thời trế loạn lạc. Mới ra hàng loạt điển tích chấn động lòng người về sau lưu danh sự sách. 2. Tam Anh Chiến là bố Trận hổ lao quan khi quân liên minh đối đầu với Động Trác là lần đầu tiên Lưu Bị xuất kiếm. Cùng với Trương Phi, quan vụ ông xuất kiếm quyết chiến với Lã Bố, tạo nên một trong những cuộc đối đầu thú vị nhất thời Tam Quốc. Có thể Lưu Bị vốn không muốn bộc lộ bản thân là kẻ võ phu, chỉ trong những tình thế bắt buộc, thế ông mới thể hiện sức mạnh của mình. Biết được võ nghệ thực sự của Lưu Bị, có lẽ chỉ có ba người là quan Vũ, Trương Phi và Lão Bố. Lão Bố từng cướp từ châu của Lưu Bị, tưởng như chỉ cần múa một đường kích là có thể hạ ngay Lưu Bị, nhưng cuối cùng cũng vẫn không làm gì nổi. Lão Bố thậm chí cũng không dám hại người nhà của Lưu Bị, không dám công khai chọc giận Lưu Bị. Tại Bạch Mông Lầu, Lã Bố đã có ý định giết Tào Tháo, nhưng nhìn thấy Lưu Bị ngồi đó nên đành phải thay đổi ý định. Vì vậy, rất có thể Lưu Bị là một cao thủ võ nghệ ẩn thân không lộ diện. Trong ảnh là phương thiên hoạt kích của Lã Bố và kiếm của Lưu Bị chạm nhau, cảnh trong phim Tam Quốc năm 1994. 3. Lưu Bị dùng sông kiếm đánh với đồ đốc Hạ Hầu Đôn ở Gò Bát Vọng sau khi về làm quân sư cho Lưu Bị thì Gia Cát Lượng bắt tay ngay vào xây dựng lực lượng ở Tân Giả. Tào Tháo nghe tin, điều đại tướng Hạ Hậu Đôn dẫn 10 vạn đại quân đi đánh Tân Giả. Lưu Bị giao quyền điều binh cho Khổng Minh, Khổng Minh cho quân Mai Phục chuẩn bị mọi thứ để tiêu diệt quân Tào tại Bắc Vọng. Nhà các lượng sai Trương Phi và Quan Vũ phục kích hai bên sườn Gọt bát vọng, chuẩn bị đầy đủ mồi lửa sẵn sàng thiêu cháy quân Tàu khi có hiệu lệnh. Cũng theo kế này, khổng minh cho Triệu Tử Long và Lưu Bị đi dụ địch chỉ được thua không được thắng. Và lần đầu tiên thì Trị Trữ Long ra đánh thua chạy nhưng Hạ Hậu Đôn không dám truy kích theo vì sợ gặp mai phục. Nhưng một lúc sau lại có toán quân xông ra, lần này đích thân của Lưu Bị xuất đầu lộ diện. Việc để Lưu Bị, người đứng đầu quân đội rằng nên chiến cho thấy khổng minh đã biết rõ thực lực của Lưu Bị. Rằng ông không chỉ là một chúa công chỉ biết dùng nhân nghĩa và nước mắt để thu phục thiên hạ, mà còn sở hữu một sức mạnh tiềm tàng rất to lớn, có thể đánh nhử đô đốc quân Tàu là Hạ Hộ Đôn được. Vì nếu không phải là Lưu Bị, thì ngoài Triệu Tử Long, dù có cả Trương Phi, Vân Trường cũng không thể nào nhử đại quân địch vào bẫy của mình được. Đó chính là điểm then chốt của trận chiến này. Lưu Bị lao ra, cầm sông kiếm, đánh tay đôi với Hạ Hậu Đôn một hồi. Mà Hạ Hậu Đôn là ai? đó là một trong những viên tướng cưng của Tào Tháo, không phải dạng vừa. Lưu Bị có thể đánh ngang ngựa với ông thì quả đúng không phải tầm thường rồi. Sau đó, vì phải diễn theo đúng kế của quân sự nên Lưu Bị giả thua, bỏ chạy thuộc mạng. Thế là cả Hạ Hậu Đôn và các tướng lĩnh dưới trướng lần này đều trúng kế, không còn ai đề phòng mai phục gì nữa. Vì cơ hội chém đầu Lưu Bị đã rất gần trong tầm tay, bèn thúc ngựa đuổi theo. Quân Tàu tiến vào rừng đến khi đem xuống. Lúc này thì tướng dưới trướng mới thừa rằng Hạ Hậu Đôn nên dừng truy kích, chuẩn bị rút quân vì nơi này không nên ở lâu. Thì bất ngờ tên lửa bắn xuống mịt mù, cây cối hai bên đường cháy to. Quân Tàu hoảng loạn dẫm đạp lên nhau mà chạy, lương thực toàn bộ bị cháy. Toàn bộ Tàu quân bị tiêu diệt, tướng Hạ Hậu Đôn chạy thoát. Qua ba điện tích này, mặc dù khá mờ nhạt không phải là những chi tiết dễ thấy hay ấn tượng với khán giả thế nhưng chính nó đã phản ánh một khía cạnh khác của lưu bị vì quân chủ nhà thục hán sau này một trong ba người có quyền lực nhất thời tam quốc lưu bị quả là một người phi thường rất đáng mặc được tào tháo khen là anh hùng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh báo nói hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng xin chào và hẹn gặp lại